Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp đã trở thành việc làm nề nếp thường xuyên, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, có nhiều cách làm mới thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Việc đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao đạo đức công vụ, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng. Kết quả, trong 3 năm, cấp ủy hai cấp đã biểu dương, khen thưởng 458 tập thể và 3.200 cá nhân, đề nghị tỉnh ủy khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân. Riêng năm 2023, cấp ủy cơ sở khen thưởng 145 tập thể và 969 cá nhân, cấp đảng ủy khối khen thưởng 17 tập thể và 123 cá nhân. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày 16 tháng 4, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình và cho rằng đây là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng trong đảng bộ khối. Các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các chuyên đề học tập làm theo Bác hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lan tỏa những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.